Xin chào tất cả các bác, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay của cửa hàng Kiên Đồ Cũ. Và buổi sáng chủ nhật ngày 3 tháng 12 năm 2023 ngày hôm nay thì cửa hàng Kiên tiếp tục giao lưu và mang đến cho các bác bộ sưu tập lô đồng hồ cơ cổ đang được xả giá gốc tại cửa hàng nha. Toàn bộ các mẫu ở đây thì em đang xả với giá không lợi nhuận, cho nên là các bác mua hàng nhận hàng thì vui lòng thanh toán giúp em tiền cước nhé. Ngoài các mẫu đồng hồ em đang xả ngày hôm nay thì bên cửa hàng Kiên cũng còn rất là nhiều các cái dòng đồng hồ cơ cổ chính hãng cao cấp hơn, thì nếu như mà các bác quan tâm, mình có thể ấn ngay vào nút đăng ký kênh màu đỏ em đã để ở phía dưới video này, cộng với lại biểu tượng quả chuông bên cạnh, để mỗi khi mà cửa hàng phát sóng các phiên đồng hồ mới thì các bác có thể nhận được thông báo và đón xem một cách sớm nhất nhé. Rồi, và cách thức thanh toán của cửa hàng Kiên ngày hôm nay thì các bác chỉ cần đặt cọc từ 200.000 một đơn trở lên thì bên em sẽ đi đơn ạ. Ngay sau đây không làm mất thời gian của bác nữa, em sẽ đi ngay vào phần giới thiệu các mẫu đồng hồ ngày hôm nay, mời các bác cùng theo dõi nhé. Chiếc số 1 mang đến cho các bác trong video ngày hôm nay một em Pondjot máy cơ có tay 17GW của đồng hồ Liên Xô các bác nhé. Em này thì đây là một cái format khá là lớn này, cho các bác có cổ tay to nha. Chiều ngang size 38 và chiều dọc của chiếc này là size 44. Đó. Cọc số trải tia có một ô cờ lịch góc 3 giờ. Về phần thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ vàng và ở đây thì có được chuyện là bọc vàng ao 5 nhé. Vỏ bọc vàng ao 5. Phía dưới mặt đáy của chiếc này là đáy thép này. Đó. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Pondjot này. Đó, máy cơ có tay 17GW. Tình trạng máy hoạt động tốt, form lớn rất là dễ đeo cho các bác có cổ tay to. Chiếc số 1 em Zalo các bác với giá là 1 triệu này. Nó các bác chốt đơn em qua Zalo số điện thoại ở bên ngoài màn hình nhé. Mã số 1 có giá là 1 triệu. Chiếc số 2 mang đến cho các bác đây là một em Pondjot với form mặt vuông cạnh bầu. Em này sở hữu màu mặt đỏ huyết. Mặt kính thì nói chung là nó cũng có những cái vết nứt theo thời gian như này. Chiếc này thì rất là xưa rồi, tuổi đời trên 50 năm rồi. Cọc số trải tia và có một lịch nhé. Nếu như mà các bác muốn đẹp mới hơn thì mình thay mặt kính thôi. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ vàng, bọc vàng ao 5 có triện ạ. Phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép này. Đó. Chiếc này thì vỏ bên ngoài rất là dày dặn nha. Bên cạnh có một chút hao mòn của thời gian. Chiều ngang size 36 và chiều dọc chiếc này là 43 này. Bộ máy cơ có tay với 17 chân kính. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Pondjot máy cơ có tay, mã số 2 giá 900.000 nhé. 900.000 ạ, mã số 2. Chiếc số 3 mang đến cho các bác một em Slava máy cơ có tay 26GW. Em này thì sở hữu một chiếc kim cổ ngỗng màu mặt vàng mỡ gà, cọc số trải tia có cài đá đen và một ô cờ lịch góc 3 giờ nhé. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ vàng này. Đây các bác nha, bọc vàng ao 5 và có triện. Dây khóa linh kiện của Citizen. Phía dưới mặt đáy là đáy thép này. Nói chung là thân vỏ bên ngoài là còn giữ được tình trạng rất là tốt. Chiều ngang size 38. Chiều dọc của chiếc này là size 44 nhé. Ngang 38, dọc 44. Bộ máy cơ có tay này. Size lớn dễ đeo. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Slava. Em này giá 1 triệu nhá. Chốt đơn cho em với mã số 3 này. Mã số 3 có giá là 1 triệu. Tiếp tục mã số 4 mang đến cho các bác một chiếc Coslavin. Một em dáng tanh cổ của đồng hồ Liên Xô. Đó, máy cơ có tay 23 chân kính ạ. Màu mặt đen bao công, cọc số la mã. Chiều ngang trên này size mặt 3, 29 và chiều dọc sẽ là size 37 nhé. Thân vỏ bên ngoài của chiếc Coslavin này thì sẽ là vỏ vàng này. Phía dưới mặt đáy thép có khắc tên thương hiệu ở đây. Bộ máy cơ có tay. Tình trạng máy vẫn còn hoạt động tốt. Đó, cọc số la mã cổ điển và chiếc Coslavin này thì sở hữu một cái form máy trông rất là độc đáo như thế này. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Đó, một em dáng tanh cổ nha. Cái này thì các bác có cổ tay vừa và nhỏ đeo sẽ rất là đẹp luôn ạ. Mã số 4 có giá là 800.000. 800.000 nhá, mã số 4 ạ.
Chiếc số 5 gửi đến các bác một chiếc Cardinas máy cơ có tay 17GW của đồng hồ Liên Xô. Một em Cardinas với form mặt tròn, cọc số là cọc số trải tia có cài đá đen và một lịch cọc 3 giờ nha. Em này thì vỏ đã lên màu bã trầu rồi. Ở đây có chuyện là được bọc vàng au 10 này. Đây, vỏ bên ngoài thì còn nguyên vẹn và lên màu bã trầu toàn bộ luôn nha. Phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép như thế này. Đó. Chiếc này sẽ có chiều ngang size mặt 35 và chiều dọc sẽ là size 42. Ngang 35 và dọc là 42 này. Máy cơ có tay với 17 chân kính. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Cardinas. Mã số 5 giá 700.000 cho em ạ. 700.000 nha, chốt đơn với mã số 5. Qua mã số 6, em gửi đến các bác một chiếc Nori của đồng hồ Thụy Sĩ ạ. Một chiếc đồng hồ cơ cổ với tuổi đời trên dưới 100 năm rồi. Rất là xưa, mặt đã lên dầu theo thời gian. Thiết kế phần là cọc số dạng vòng cung. Thân vỏ bên ngoài là vỏ vàng đã lên màu bã trầu như thế này. Đây là phía dưới mặt đáy thép nha. Size mặt của chiếc Nori này là 33 không tính nốm ạ. Bộ máy cơ quát tay với 21 chân kính. Rất là xưa, một em hàng cổ sưu tầm cho các bác. Tình trạng máy vẫn còn hoạt động rất là tốt. Size này thì sẽ dành cho các bác có cổ tay vừa và nhỏ một chút nhé. Sưu tầm ngay với giá 900.000 thôi. Chốt đơn em với mã số 6 ạ. Mã số 6 có giá là 900.000 nhé. Slava của quân đội Liên Xô này. Đây là một chiếc đồng hồ của quân đội Liên Xô được ra mắt vào đầu những năm thập niên 80. Form trứng ạ. À, màu mặt đen bao công và phần cọc số La Mã cổ điển. Biểu tượng quân đội Liên Xô khắc tại vị trí góc 6 giờ đây. Có lịch nha. Em này thì thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ vàng. Vỏ vàng này. Phía dưới mặt đáy là đáy thép. Chiều ngang trên này là 37 cùng với chiều dọc là 44. Một bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì có hỗ trợ thêm cả cơ quát tay nữa này. Slava quân đội Liên Xô. Máy cơ tự động 27GW có hỗ trợ quát tay. Một phiên bản cổ sản xuất năm 1980. Mã số 7 giá 1 triệu nhé. 1 triệu mã số 7 cho em ạ. Qua mã số 8 này, Zarya. Máy cơ có tay 22GW, một em dáng tanh cổ. Em này mặt đã lấm tấm vết bụi thời gian. Cọc số trải tia và có một lịch nha. Thân vỏ vàng này. Phía dưới mặt đáy là đáy thép. Chiếc Zarya có size mặt là 30-29. Chiều ngang 29 và chiều dọc là 35. Bộ máy cơ có tay với 22 chân kính ạ. Dáng tanh cổ nha, dành cho các bác có cổ tay vừa và nhỏ này. Đó, sưu tầm em này với giá chỉ có 600.000, chốt đơn em với mã số 8, 600.000. Qua mã số 7 mang đến cho các bác một em Raketa của đồng hồ Liên Xô. Một chiếc Raketa cổ, mặt niềng đa giác. Em này niềng vàng các bác nhé, mặt với hai màu đen trắng tương phản và có một ô click. Đó, thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép, có vết thời gian nha. Chiều ngang em này size 37 và chiều dọc sẽ là size 46 ạ. Ngang 37 và dọc 46. Là bộ máy cơ có tay. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Raketa đồng hồ Liên Xô. Mã số 9 nha, giá 600.000. 600.000 ạ, mã số 9. Qua mã số 10 mang đến cho các bác một chiếc Slava, máy cơ có tay 26 chân kính của đồng hồ Liên Xô, form trứng ạ. Em này thì thân vỏ bọc vàng au 10 nha, có triện. Màu mặt kết hợp giữa hai cái màu đỏ và đen. Đó, ô lịch chai rượu vodka rất là độc đáo nè. Mặt đáy thép có khắc biểu tượng quân đội CCCP ở đây. Trên này chiều ngang là 37 cùng với chiều dọc là 43 này. Ngang 37 dọc 43. Máy cơ có tay 26 chân kính. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Slava 900.000, mã số 10 cho em. Mã số 10 nha, 900.000.
mã số 11 này. 11 mang đến cho các bác một chiếc Raketa của đồng hồ Liên Xô. Em này toàn bộ phần cọc số thiết kế dạng hình khối, hình thang, mặt đã lên dầu nha. Đây là một thiết kế cũng rất là lạ mắt cho các bác này. Thân vỏ vàng, thân vỏ vàng. Phía dưới mặt đáy là đáy thép. Size mặt ngang chiếc này là 34 và chiều dọc sẽ là 39. Bộ máy cơ có tay nhá. Em đeo lên tay này. Raketa. Em này mã số 11, giá 600.000. 600.000 nhá, mã số 11 này. Tiếp tục mã số 12, một em Seikomatic. Một em đồng hồ Senko của Nhật đó. Máy cơ tự động. Cọc số trải tia mặt đã lên dầu của thời gian. Phía dưới mặt đáy là đáy thép này. Thiết kế mặt đáy bắt úp. Bốn chân càng dài. Lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Seikomatic, một em đồng hồ của Nhật, một trong những chiếc đồng hồ huyền thoại tại Việt Nam những năm thập niên 70-80 đấy ạ. Size mặt 36. Size 36 nha. 800.000. Mã số 12. 12 800.000. Qua mã số 13 này, một em Raketa. Chiều ngang size 39 và chiều dọc là 40 nha. Một chiếc Raketa tên lửa form cực lớn cho các bác. Có cổ tay to này. Số trải tia, màu mặt đen bao công. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ vàng và phía dưới mặt đáy là đáy thép như thế này. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử ạ. Bộ máy cơ có tay nhá. Cơ có tay. Em này giá 1.480.000. Bạn nào yêu thích chốt đơn em với mã số 13 này. Qua mã số 14 mang đến cho các bác một chiếc đồng hồ cực chất luôn, đến từ thương hiệu Raketa. Đó, form rất là nam tính. Mặt vuông TV, cọc số dạng khối này. Thân vỏ bên ngoài thì ở đây có chuyện là được bọc vàng Au 12.5. Em này thì vỏ vàng đã lên màu bã trầu hết rồi. Đáy thép. Cái màu bã trầu này thì các bác chỉ cần đánh bóng qua một chút đi thì nó sẽ rất là sáng và đẹp nha. Chiều ngang size 36 và chiều dọc sẽ là size 42 này. Cơ có tay. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Paqueta, đồng hồ Liên Xô. Trên này mã số 14 nha. Giá 800.000. 800.000 cho em ạ, mã số 14. Tiếp tục qua mã số 15. Coslavin de Lucy, máy cơ có tay. Một em đồng hồ cổ đến từ Liên Xô nha các bác. Em này 23 chân kính này. Mặt đã lên dầu theo thời gian. Số học trò và size mặt trên này là 34 nha. Thân vỏ vàng này. Đã lên màu bã trầu. Mặt đáy thép có khắc tên thương hiệu Coslavin ở đây. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Coslavin de Lucy, máy cơ có tay, 23 chân kính. Em này 700.000 nha, chốt đơn cho em. Trên này với mã số 15. 15 giá 700.000 này. 16 sẽ là một em Paqueta. Mặt xanh tím, rất là độc đáo. Em này phần mặt đã có vết lấm tấm của thời gian. Toàn bộ phần cọc số dạng khối và được bọc vàng Âu 12.5 có trịa nhé. Thân vỏ bọc vàng này. Đáy thép. Chiều ngang size mặt là 37 cùng với chiều dọc là 42. Đó. Dày 11 ly. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm. Vỏ vàng sáng bóng luôn nha. Viền cạnh có vết hao mòn như thế này. 900.000 trên này, chốt đơn em với mã số 16. 16 giá 900.000. Tương tự một chiếc Paqueta. Em này mã số 17. Mặt của chiếc này thì sẽ là màu nâu nha. Cọc số có cài đá đen. Đó, thân vỏ vàng. Em này bọc vàng Au 10, có trịa. Đây là phía dưới mặt đáy này. Chiều ngang của chiếc này là 37 cùng với chiều dọc là 41. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ.
Paketa. Chiếc này giá 900.000 nhá. 900.000. À, mã số 17. Qua mã số 18 gửi đến các bác một chiếc Paketa. Đây là một trong những phiên bản Paketa rất là nổi tiếng của thương hiệu này, được ra mắt vào đầu những năm thập niên 70 nha. Form cực kỳ là nam tính luôn. Đó, cọc số trải tia có lịch. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ vàng này. Phía dưới mặt đáy là đáy thép. Em này thì thân vỏ bên ngoài là có những vết hao mòn của thời gian ở đây. Chiều ngang là 37 cùng với chiều dọc sẽ là 46. Ngang 37 và dọc là 46 nhé. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Paqueta giá 700.000 cho em. Chốt đơn với mã số 18. 18 nha. Mã số 19 là một chiếc Ponyo. Máy cơ có tay 17 Jewel. Nó form cổ nha, mặt đã có vết thời gian xuất hiện ở đây. Cọc số dạng khối và có một lịch. Chiều ngang của em này là 37 và chiều dọc sẽ là 42 này. Em đeo lên tay cho các bác ạ. Ponyo. Form rất là chất luôn nha, vỏ thân vỏ thép. Đây mặt đáy có biểu tượng quân đội Liên Xô ở đây này. Em này 500.000 thôi, chốt đơn cho em với mã số 19. 19 giá 500.000. Mã số 20 sẽ là một em Rubis. Máy cơ có tay 17 Jewel của đồng hồ Liên Xô. Một em Rubis cổ với tuổi đời cả trăm năm. Đó, cọc số vàng hồng nhá. Size mặt ngang của chiếc này sẽ là 32 và chiều dọc tính ở chân càng thì sẽ là size 39 này. Thân vỏ được bọc vàng 20 micron có triện, dây khóa chun và mặt đáy có khắc các thông số về bộ máy của chiếc này. Máy cơ có tay 17 Jewel. Trên này Zalo các bác 800.000 nha. Mã số 20. 20 giá 800.000. 21 một chiếc Raketa của đồng hồ Liên Xô. Em này còn giữ được tình trạng độ mới rất là tốt này, hơn 50 năm rồi các bác ạ. Mặt vàng mỡ gà, cọc số có cài đá đen. Chiều ngang size 37 và chiều dọc thì là 45 nhé. Ngang 37 dọc 45, thân vỏ vàng, phía dưới mặt đáy là đáy thép này. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử ạ. Đó, Paqueta. Chiếc này 900.000, chốt đơn cho em với mã số 21. 21 nha, 900.000. 22 là một chiếc Slava. Máy cơ có tay 26 chân kính ạ. Học cọc số học trò cách điệu rất là đẹp, có lịch. Mặt đã lên dầu nha, chiều ngang size 38, chiều dọc là 43 này. Thân vỏ bên ngoài của chiếc Slava này sẽ là vỏ vàng. Phía dưới mặt đáy thép. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đó, Slava 800.000 chiếc này. Chốt đơn với mã số 22 này. 800.000 22 nha. 23 là một chiếc Slava. Máy cơ có tay 21 chân kính. Một chiếc Slava form lục giác rất là độc đáo. Em này hàng độc luôn nha. Chiều ngang size mặt 30 35. Chiều dọc là size 37 này. Đó, mặt hai lòng có lịch. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ vàng. Dây khóa lụa nha. Và mặt đáy có biểu tượng quân đội ở đây. Chiếc này mã số 23 giá 1.080.000. 24 tiếp tục lên cho các bác một chiếc Slava mặt xanh form trứng. Chiều ngang size 37, chiều dọc là 44. Đó, thân vỏ thép có vết hao mòn của thời gian ở đây. Thiết kế mặt hai lòng và có lịch nhé. Bộ máy cơ có tay với 26 chân kính. Trên này giá 400.000, chốt đơn cho em với mã số 24 này. 24, 400.000. Mã số 25 sẽ là một chiếc Slava của quân đội Liên Xô. Máy cơ tự động 27 Jewel và có hỗ trợ thêm cả cốt tay nữa nhé. Chiều ngang size 37 và chiều dọc là 43 này. Mặt đã lên dầu. Đó, viền tỏa tia. Có lịch nha, bọc vàng AU10 và có triện ở đây.
Phía dưới mặt đáy là đáy thép này. Slava. Giá 1.200.000, chốt đơn em với mã số 25. Còn mã 26 nha, mang đến cho các bác một em Raketa mặt đỏ huyết. Em này thì có số là mã và đây là một cái form mặt bắt úp cho các bác nhé. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ vàng, đã có vết hao mòn của thời gian này. Phía dưới mặt đáy là đáy thép. Size mặt của em này là 35 không tính đốm nha. Bộ máy cơ có tay với 17 chân kính này. Lên tay cho các bác ạ. Đó là Raketa. Mã số 26 giá 700.000. 700.000 nha, 26. 27 một chiếc Croton. Một em Croton cổ của Thụy Sĩ. Em này mặt hơi lấm tấm vết bụi thời gian một chút, khá là cổ điển nha. Cọc số dạng mũi tên đan xen với số học trò. Size mặt của chiếc này là 34 không tính nốm ạ. Bọc vàng 10K gold fill và có triện. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ vàng. Phía dưới mặt đáy là đáy thép nha. Em đeo lên tay này. Croton, bọc vàng 10K, máy cơ quắt tay, tình trạng hoạt động tốt. Size mặt của em này là 34, không tính núm. Trên này giá 1 triệu nha, chốt đơn cho em với mã số 27 này. 27 Croton. Tiếp tục qua mã số 28, một chiếc Slava, máy cơ quắt tay 26 chân kính. Chiều ngang size 37 và chiều dọc của em này là 42 nhé. Vỏ đã có mà vết hao mòn của thời gian như thế này. Màu mặt đen có lịch. Đó, thân vỏ thép. Thiết kế mặt hai lòng. Form lớn nha các bác. Trên này thì máy cơ có tay 26 chân kính. Chiều ngang là 37. Form lớn nha. Giá thì chỉ có 500.000 thôi. Bác nào thích chốt đơn em với mã số 28 này. 28 giá 500.000. Tiếp tục qua mã số 29, một em Paqueta của đồng hồ Liên Xô. Đó, mặt trắng, số học trò và có lịch. Thân vỏ bên ngoài thì sẽ là vỏ thép này. Đây là phía dưới mặt đáy nha. Chiếc này thì còn khá là đẹp. Một phiên bản của Paqueta được sản xuất vào đầu những năm thập niên 70. Chiều ngang size 37 và chiều dọc là 45. Form lớn dễ đeo. Máy cơ có tay. Em đeo lên tay này. Đó, Paqueta. Chiếc này giá cũng là 500.000 nha. Mã số 29, 500.000. Mã số 30, một chiếc Slava, máy cơ quắt tay 21 Jewel. Đây là một chiếc đồng hồ của quân đội Liên Xô các bác nha. Form mặt tràn viền, size 36 này. Đó, các cọc số dạng mạng nhện, rất là độc đáo, có lịch. Thân vỏ bên ngoài của chiếc Slava này sẽ là vỏ vàng nha. Vỏ vàng, mặt đáy thép. Lên tay này. Trên này có giá là 900.000. 900.000 nha. Mã số 31. 900.000. Tiếp tục qua mã số 32 sẽ là một em Orvin. Mặt đã lên dầu, số trải tia. Chiều ngang size 34 và chiều dọc là size 39. Xấp xỉ gần size 40 nhé. Một em Orvin của Thụy Sĩ. Thân vỏ vàng này. Phía dưới mặt đáy là đáy thép. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Máy cơ có tay 17 Jewel. Mặt đã lên dầu theo thời gian. 700.000, mã số 32. 32 nha, 700.000. Tiếp tục 33 sẽ là một chiếc Paqueta của đồng hồ Liên Xô. Chiều ngang size 35 và chiều dọc là size 40. Thân vỏ thép, mặt hơi lên dầu nha, số học trò và có một lịch. Đây là phía dưới mặt đáy này. Hơi lấm tấm vết thời gian một chút. Một trong những phiên bản Raketa rất là nổi tiếng của thương hiệu này. Được ra mắt vào khoảng những năm thập niên cuối những năm thập niên 60 và đầu những năm thập niên 70. Em này máy cơ có tay nha. Giá chỉ có 400.000 thôi, hàng sưu tầm cho các bác, chốt đơn chiếc này với mã số 33. 34 này. Koslavin, máy cơ có tay 17 Jewel của đồng hồ Liên Xô. Một em Koslavin form cực chất luôn. Bọc vàng 22K gold fill và có triện ở phía dưới đáy này nha. Đáy thép có khắc tên hiệu Koslavin ở đây. Đó, chiều ngang size 37 và chiều dọc của chiếc này là 45 này.
Bộ máy cơ có tay với 17 chân kính. Em đeo lên tay ạ. Coslavin 800.000 chưa này. Chốt đơn em mã số 34 nhé. 34. Mã số 35. Paqueta. Một chiếc Paqueta mặt bát úp. Màu mặt nâu và có một ô cờ lịch. Thân vỏ bên ngoài là vỏ vàng nhé. Có vết hao mòn nhẹ một chút. Size 35, không tính nốm. Phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép này. Lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Đó, Paqueta 3 kim 700.000. Mã số 35 nhé. Và chiếc đồng hồ này cũng đã kết thúc video của em ở đây rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi phiên đồng hồ ngày hôm nay của kênh. Mọi thông tin chi tiết các bác vui lòng liên hệ cho em qua Zalo số điện thoại 0936050424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những phiên đồng hồ tiếp theo nhé.